Hôm nay mình sẽ test thử cái bổ chế hòa khí Warm Roll hàng xịn và những cái hàng Warm Roll loại 2 và những cái hàng chế Trung Quốc loại tốt khác vào thử cái máy Mitsu TL26 này để xem là nó hoạt động như thế nào, và anh em cùng nghe tiếng nổ để xem nó khác nhau như thế nào nhé. Giờ mình sẽ test thử cái chế Warm Roll xịn này. Bây giờ mình sẽ test thử chế thắng không? Bây giờ mình sẽ test thử cái dòng Warm Roll loại 2 này nhé. Đây, Warm Roll loại 2. Đấy. Đây là nút cơ. Rồi, ok. Anh em nghe qua tiếng máy thì cảm nhận và đánh giá giúp mình nhé. Xin chào mọi người.